Các cháu ơi, hãy nhìn xem bà có gì đây. Ôi, nhanh lên bà ơi, tới nó đi. Cháu đợi lâu quá, cháu sẽ kịp ăn miếng này rồi. Cái này ngon quá. Ôi, tại sao lại chỉ có cái này của anh ấy? Mình sẽ làm này nhanh hơn cơ. Mình sẽ ăn cái này nhanh hơn. Bà chỉ quen làm cái này rất là chậm. Đấy, syrup đây rồi. Ủa, tại sao? Các cháu ăn hết rồi sao? Và không có nó rất là ngon. Ủa, trời ơi là trời. Các cháu muốn ăn nhanh hơn gì? Vậy thì chào mừng cháu đến với cả thử thách. 3, 2, 1, mở ra nào. Ôi không, chậm sao? Ồ, bà sẽ ăn nhanh rồi. Mức độ bình thường là kết quả tốt nhất. Mình rất hạnh phúc. Ôi, mì bà rất là thích, nhưng mà không biết sử dụng đũa một chút nào. Ôi trời ạ. Thôi, ăn không nhanh được đâu. Bà sẽ sử dụng cái dĩa như cũ thôi. Wow, cháu không ngờ bà lại có thể làm như vậy được đâu. Còn bà biết làm cái cháu ngạc nhiên đấy. Sẵn sàng rồi. Ôi bà ơi, bà có dâu kìa. Ôi, không có dâu gì cả. Đây là mì thôi, rất là ngon. Ôi, cái này rất là vui. Ôi trời ạ, à, người thực sự duy nhất may mắn là mình. Mình có thể thưởng thức món trong bình yên. Ăn xong rồi đấy. Ôi, cái này sẽ rất là lâu đấy. Mình chúng ta có thể làm cái gì đó hay hay. Ôi, mình có thể nghỉ ngơi chơi một chút nào. Ôi, ăn xong rồi. Ê, dậy đi. Cháu ăn hết rồi. Hoàn hồ. Nhưng mà đừng có nhìn trộm trước thời hạn nhá. Mình nhanh. Còn bà thì làm chậm. Còn mình thì có tốc độ trung bình. Mình rất là vui lòng. Ôi, trời ạ, cái này là cái gì nữa đây? Ôi, đây là kẹo nhưng mà có con bò bên trong sao? Ôi, bà không thể vội vàng ở đây được rồi. Ôi, kẹo mút rất là ngon đấy chứ. Sao mọi người lại không thích gì? Mình sao rồi? Ôi, có gì trong miệng thế này? Thật là đáng sợ. Ôi, đây là con rắn sao? Trời ạ, mình không thích nó đâu. Biến đi. Cháu làm gì đó? Oops. Bà ơi, bà thật là buồn cười. Trời ạ. Mình có ý tưởng này rồi. Tại sao phải lo lắng về một con rắn trong miệng nếu có thể giải phóng nó bằng cái búa như thế này? Đây, thế là xong rồi. Đi đi, còn bây giờ mình sẽ ăn kẹo. Bye bye. Hoàn hảo. Bây giờ thì mình có thể ăn kẹo tuyệt vời rồi. Ôi, tuyệt. Ô, nghĩ hay thật đấy. Nhưng mà bà vẫn không thể nào mà rời hết được. Nào, chúng ta cùng lật nhá. Mình ăn nhanh. Ôi, nếu vội vàng thì khiến mọi người cười đấy. Ôi trời ạ, của mình chậm nhất rồi. Wow, trời ạ, đây là kem mà mình rất thích nó. Ui, cái này chắc là lâu lắm đây. Chúng ta sẽ phải ăn nhanh thôi. Mình sẽ cần phải ăn nhanh đây. Ui, lạnh quá. Ui, khổ thân cháu gái. Ui, ốm rồi. Đây là cái việc mà có thể làm nếu mà khi ăn nhanh. Ôi trời ơi. Ôi, cháu lạnh đến cái mức mà cái này không làm việc luôn. Bây giờ bà sẽ làm cháu ấm nhanh thôi. Và tốt nhất là nhờ cái mũ và cả cái khăn này. Bây giờ thì chắc chắn là cháu sẽ rất là ấm đây. Bà ơi, cảm ơn bà rất là nhiều. Trời ạ, thực sự thấy tốt hơn rất là nhiều rồi. Ôi, lại bắt đầu rồi. Cẩn thận, bà sẽ làm cho cháu. Ôi, Alex thì sao? Ôi không, trời ạ, trong khi ăn kem, nó đã tan chảy mất rồi. Để đến lúc phải xem lần này chúng ta có gì rồi. Mình có tốc độ trung bình. Bà thì ăn chậm. Vậy thì mình ăn siêu nhanh. Wow, lần này mình thực sự rất là may mắn rồi. Làm thế nào mà có thể cưỡng lại được ngũ cốc với Oreo sữa chứ? Ai cần những tấm này? Mình có thể ăn nhanh hơn ngay từ cái hộp này. Sau đó thì uống nó bằng sữa. Vừa ngon và nhanh. Đấy, thế là xong rồi.
Wow, hay thật đấy. Nhưng mà chắc là mình sẽ làm một cách rất là từ từ. Britney ăn vẫn không cẩn thận tí nào. Nào, tiếp tục thôi. Cái này ngon thật sự. Mọi người vội gì vậy? Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc. Ôi, cái này ngon đến mức mà muốn ăn nó càng nhanh càng tốt. Nhân tiện cháu ăn xong rồi. Còn bây giờ thì bà sẽ cho thêm ngũ cốc. Ôi, lâu quá mình muốn ngủ rồi. Bà ơi, nhanh lên, trời ạ. Nghe này Alex, tại sao chúng ta không giúp bà một chút nhỉ? Ừ, ý tưởng hay đấy chứ. Mình cũng sẽ làm như vậy. Oh, wow, cái này ngon quá. Nào, chúc bà ăn ngon miệng nhá. Ê, trời ơi, cháu làm gì vậy? Ôi, ngũ cốc của bà đâu rồi? Bà còn chưa kịp thử. Bà ơi, bà đi trước nhá. Ồ, bà có tốc độ trung bình. Mình sẽ ăn nhanh. Ôi, trời ạ, mình lại chậm chạp rồi. Ôi, món gà từ KFC. Ôi, bà cũng rất là thích cái này. Ngon quá đi mất. Ôi, lần này thì mình sẽ có thời gian nhiều hơn. Còn mình thì sẽ làm nhanh hơn. Dù sao mình cũng yêu KFC hơn tất cả mọi người. Mình không cưỡng lại được. Trời ạ, cái này thật là ngon tuyệt vời. Nó sẽ không tuyệt vời khi ăn xương đâu. Thêm một chút ketchup và sẽ rất ngon hơn. Ôi, cái này ngon quá. Ôi, hết rồi sao? Alex, cháu ăn hết của bà rồi sao? Còn bây giờ thì có thể thử được rồi. Ôi, Britney, cháu còn lâu không? Ê, chúng ta hãy ăn ít củ của ấy mà nhớ. Vâng, vâng, cháu rất vui đây. Không! Trời ạ, tại sao mọi người có thể làm như vậy? Ôi! Đầu tiên cháu hãy rất là nhớ. Britney, cháu có gì đấy? Cháu có tốc độ trung bình. Còn bà thì sẽ chậm. Còn mình thì sẽ lại nhanh thôi. Hay quá. Ôi không. Trời ạ, mình rất là ghen súp lơ. Mình cũng vậy. Trời ạ, vị ghê quá. Ôi trời ạ, bà không hiểu gì cả. Britney, mình có ý tưởng này rồi. Ôi trời ạ, mình sẽ nghĩ ra rồi. Bà ơi, nếu mà bà thích ăn như vậy rồi thì chúng cháu sẽ giúp bà. Ôi không, bà ăn một cái là đủ rồi. Còn cháu thì ăn cái của cháu đi. Ôi, thật là ghê tởm. Nhưng mà không thể làm được gì, sẽ phải ăn nó thôi. Nào, mình rất là dũng cảm, mình có thể ăn được. Nhưng mà sẽ tuyệt vời hơn nếu mà mình đập cái này ra và sau đó làm cốc tai từ nó. Như thế này mình có thể làm rất là nhanh. Đây, mình sẽ rất là may mắn. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng làm nhá. Ghê tởm. Ui, cái này thì ngon hơn rất nhiều mà. Ui, trời ạ, mình đã làm sai rồi. Ui, trời ạ. Ui, ui, hình như không ổn chút nào. Thôi đủ rồi. Bà ơi, tại sao bà có thể ăn cái thứ ghê tởm này vậy? Các bạn có thích video của chúng tớ không? Vậy thì hãy đăng ký kênh thật là nhanh nhé. Và nhớ like và để lại bình luận ở video. Tiếp theo sẽ còn vui hơn nữa cơ. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại.